Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hồ Si Bíp. Các bạn thân mến, các bạn có tò mò rằng ngày hôm nay có những tin tức gì mới và thú vị nhất không? Hãy cùng với chúng mình đi tìm hiểu những điều đó nhé! Tin đầu tiên, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng xinh đẹp và thần thái hơn trên tạp chí. Tin thứ hai, Tiêu Chiến một lần nữa đứng trước cơn bão dư luận vì nguyên nhân chính vụ scandal tẩy chay hồi đầu năm. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành gương mặt trang bìa của một tạp chí số ra tháng 12 và đây cũng là một trong những lần hiếm hoi mà cô chụp hình cho tạp chí sau hơn một năm trở lại showbiz. Khác với hình ảnh cá tính và lạnh lùng trên tạp chí ba ra trước đó, Triệu Lệ Dĩnh trên L'Officiel mang đến sự dịu dàng thanh nhã và chút sự cổ điển. Nhiều netizen đã không tiếc lời khen dành cho ngôi sao 33 tuổi này, trông cô ngày càng xinh đẹp và thần thái hơn trên tạp chí. Kể từ sau khi trở lại showbiz vào năm ngoái, Triệu Lệ Dĩnh đã lột xác hoàn toàn từ nhan sắc, thần thái cho đến phong cách thời trang mỗi khi xuất hiện. Dân mạng xứ Trung đã rất bất ngờ trước sự thay đổi đáng kinh ngạc của Triệu Lệ Dĩnh, thậm chí cô còn lấn át cả những người đẹp nổi tiếng như Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi. Về sự nghiệp, bà xã Phùng Thiệu Phong cũng liên tiếp tham gia các dự án phim được kỳ vọng cao như Hữu Phỉ, Ai Là Hung Thủ hay hiện tại cô đang quay bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Đặc biệt, Hữu Phỉ dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 12 hoặc tháng 1 năm 2021, được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn màn ảnh nhỏ. Chưa hết vui mừng vì thần tượng sắp trở lại mới đây, fan Tiêu Chiến lại hoang mang khi thần tượng một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Cụ thể, có tin đồn rằng quản lý của anh Trương Tinh chính là tác giả của fanfic Hạ Rơi. Nguyên nhân dẫn đến vụ fan Tiêu Chiến report trang AO3 và làn sóng tẩy chay nam diễn viên hồi đầu năm. Trước cáo buộc này, Trương Tinh đã lên tiếng khẳng định mình không hề liên quan đến vụ việc và tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh gay gắt cho rằng tất cả chỉ là tin đồn nhảm, đồng thời sẽ nhờ pháp luật can thiệp để điều tra vụ việc. Tuy nhiên, phía người tung tin đồn lại đưa ra bằng chứng rằng số điện thoại và ID đào ban, email đăng ký tài khoản AO3 chính là của Trương Tinh. Những thông tin này đủ cho thấy Trương Tinh không thể không liên quan đến sự việc. Trước cáo buộc này, người đại diện của Tiêu Chiến một lần nữa đăng tải bài viết trên Weibo của mình. Đáng chú ý, người này thừa nhận số điện thoại đúng là của mình, ID đeo ban và email cũng là của mình nhưng đã rất lâu không dùng tới. Tuy nhiên, Trương Tinh khẳng định bản thân không hề đăng ký tài khoản AO3, cũng như không viết Hạ Rơi hay xúi dục ai viết. Cuối cùng, Trương Tinh khẳng định thật là giả là giả, chuyện không làm là không làm. Đồng thời, người đại diện Tiêu Chiến vẫn cho rằng những lời bàn tán trên mạng hiện tại là bịa đặt vô sỉ, xâm phạm cá nhân người khác. Fanfic Hạ Rơi là một chuyện đam mỹ về Tiêu Chiến, khiến fan của nam diễn viên vô cùng tức giận bởi miêu tả anh giống như con gái. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến vụ fan Tiêu Chiến quyết tâm report trang AO3, gây làn sóng phẫn nộ và tẩy chay nam diễn viên trên diện rộng. Hiện tại, trước những bằng chứng rõ ràng, Trương Tinh chỉ có thể biện giải bằng lời rằng mình không liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, sự trùng hợp của rất nhiều yếu tố, từ tên, số điện thoại đến email, khiến cộng đồng mạng không thể không đặt nghi ngờ. Liệu Trương Tinh bị ăn cắp thông tin, làm tài khoản giả mạo hay thực sự là chủ nhân của tài khoản này? Mặt khác, nếu Trương Tinh thật sự là người viết nên fanfic Hạ Rơi, nam diễn viên sẽ đứng trước rắc rối lớn, bởi lẽ Tiêu Chiến sẽ mất đi niềm tin từ người hâm mộ, những người đã ủng hộ anh sau vụ AO3. Thậm chí, nam diễn viên rất có thể phải đứng trước làn sóng tẩy chay lần thứ hai lớn hơn lần đầu tiên. Mặt khác, Trương Tinh, người đại diện của Tiêu Chiến, từng thông báo sẽ nhờ pháp luật điều tra làm rõ vụ việc. Nhiều người hâm mộ vẫn đứng về phía anh và chờ đợi sự thật được phơi bày. Chúng mình là Hồ Si Bíp, nếu như các bạn cảm thấy những thông tin trên là hữu ích, vậy thì đừng quên like, subscribe kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!